Cận cảnh nhan sắc của Đàm Tùng Vận qua ống kính, vì rùa tuổi 30 gây sốt, làn da mịn màng chị em nào cũng khen tị. Ở tuổi 30, Đàm Tùng Vận sở hữu nhan sắc được so sánh với thiếu nữ 19 đôi mươi. Những hình ảnh mới nhất của Đàm Tùng Vận qua ống kính của đài CCTV đang gây bão mạng xã hội xứ Trung. Xuất hiện tươi tắn và rạng rỡ, nữ diễn viên cầm tâm tượng ngọc nhận được vô số lời khen ngợi trên Weibo. Khó có thể tin được giờ đây Đàm Tùng Vận đã 30 tuổi, nhưng vi rùa của cô nàng lại chẳng khác nào thiếu nữ 19 đôi mươi. Cận cảnh nhan sắc tươi trẻ của Đàm Tùng Vận nhìn là muốn yêu. Cô nàng khiến dân tình lụi tim với biểu cảm nhí nhảnh và vô cùng đáng yêu. Tuy nhiên với tấm hình chụp cận làn da của Đàm Tùng Vận, cộng đồng mạng còn phải suýt xoa hơn nữa. Nàng sở hữu làn da mịn màng, dường như không còn nếp nhăn tuổi tác. Bảo sao nhìn nét đẹp nhí nhảnh và nhan sắc ngọt ngào này, cô nàng cực kỳ đắt hợp đồng đóng phim về đề tài Thanh Xuân Vườn Trường. Làn da mịn màng và không tì vết khiến bao nhiêu chị em ghen tị của Đàm Tùng Vận. Trên mạng xã hội, cộng đồng mạng suýt xoa bình luận: Đàm Tùng Vận hách tuổi đỉnh thật đấy, nhan sắc thiếu nữ cũng phải ghen tị. Vận môn đáng yêu quá, qua ống kính CCTV mà vẫn xinh đẹp tới mức như thế này ư. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.